Chào mừng quay trở lại với Điện Tử Thắng. Đây là Sanrio TZ800, là một sản phẩm đèn pin cầm tay hiện đại mà một người dùng cơ bản không có gì để phàn nàn. Đầy đủ mọi thứ từ led chính đến led phụ, chiếu xa đến chiếu gần và dung lượng pin cao. Và nếu mọi người thích chiếc đèn này thì hãy bấm ngay vào link truy cập vào Điện Tử Thắng để mua luôn. Còn bây giờ thì cùng vào chi tiết để xem là chiếc TZ800 này có những gì mà nó lại ngon như thế. Và trước khi vào video thì đừng quên để lại một like và một đăng ký vì nó miễn phí. Đèn pin sách tay Sanrio TZ800 là một sản phẩm đèn pin cầm tay hiện đại được thiết kế với độ bền cao, trọng lượng nhẹ, khả năng chiếu sáng mạnh mẽ và dung lượng pin lớn. TZ800 thường được sử dụng trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, dã ngoại công trường, đi phượt, câu cá, chiếu sáng cá nhân. Đầu tiên sẽ là hộp của chiếc TZ800. Hộp phải nói là rất đẹp, bên trên có logo hình sản phẩm. Chiếc đèn này sẽ có độ sáng tối đa là 800 lumen. Mặt bên sẽ có công dụng của đèn và các chế độ sáng đi kèm với các thông số tổng quát như dải màu 6500K, thời gian sử dụng 6 đến 31 giờ tùy chế độ sáng, pin 8000 mAh, chống nước IPX6, trọng lượng 635g. Đi vào bên trong sẽ có đèn, một sợi cáp USB Type-C và một tờ hướng dẫn sử dụng. Và đây là chiếc Sanrio TZ800. Đập vào mắt là một màu đỏ rực phối với màu đen, nhìn cực kỳ cháy. Trên thân đèn sẽ có logo Sanrio, dung lượng pin 3.7V, 8000 mAh và các thông số đầu vào đầu ra. Toàn bộ đèn sẽ sử dụng chất liệu là như ABS nhám kết hợp với kim nhôm. Với chất lượng dây công tốt, đem lại một độ hoàn thiện cao. Với việc sử dụng chất liệu là như ABS thì sẽ đem lại một trọng lượng rất nhẹ nhưng vẫn đảm bảo được một độ bền khá tốt. Ở trên thân đèn cũng sẽ được làm một vài họa tiết dập nổi khá cầu kỳ. Phần tay cầm được đặt ở phía trên. Trên tay cầm sẽ có các nút bao gồm nút điều khiển led chính, bên dưới là nút điều khiển led COB phụ và cuối cùng là đèn báo phần trăm pin còn lại của đèn. Cổng sạc của đèn sẽ được đặt ở phía đuôi, do đó tổng thể của đèn sẽ liền mạch hơn. Chúng ta sẽ có một cổng đầu USB và một cổng đầu Type-C. Với cổng Type-C sẽ hỗ trợ sạc nhanh và tiện lợi cho người dùng, có thể sạc đầy được chiếc đèn trong vòng 4.5 tiếng. Đặc biệt đèn có hỗ trợ sạc ngược cho các thiết bị smartphone, các thiết bị điện tử thông qua cổng USB. Ngoài ra đèn có cả chân chip power hỗ trợ gắn cố định đèn lên các loại chân để có sẵn, linh hoạt cho nhiều trường hợp khác nhau. Nói chung về phần ngoại hình thì nó đẹp, chất lượng build chắc chắn, trọng lượng nhẹ, cực kỳ đáng tiền ở phần này. Về hiệu năng thì TZ800 có hai bóng led chính và led COB phụ. Nói về led chính trước thì TZ800 được trang bị chip led Luminous NST40W P2 với cường độ sáng tối đa 800 lumen, dải nhiệt màu đạt 6500K. Với led chính này sẽ được dùng cho hoạt động tìm kiếm ở ngoài trời khoảng cách xa lên đến 532m, giúp chiếu sáng một vùng khá rộng. Đèn led chính có 3 chế độ sáng gồm sáng mạnh với 800 lumen, sáng vừa với 400 lumen và tiết kiệm điện với 160 lumen. Với 3 chế độ sáng thì tùy vào mục đích sử dụng, người dùng sẽ lựa chọn chế độ sáng phù hợp. Ở chế độ sáng cao nhất, chiếc đèn này có thể duy trì 7.5 giờ sáng, chế độ sáng vừa sẽ duy trì được 11 giờ và tiết kiệm điện sẽ lên đến 28 giờ. Với led phụ, chúng ta sẽ có cường độ sáng cao nhất đạt 500 lumen, dải nhiệt màu 6500K, cho khoảng cách tỏa đạt 28m, phù hợp cho việc soi gần với ánh sáng tỏa rộng, mang lại sự linh hoạt cho nhiều tình huống khác nhau. Led phụ sẽ có 4 chế độ sáng, bao gồm sáng mạnh với 500 lumen, sáng vừa với 200 lumen, sáng đỏ với 25 lumen và nhấp nháy đỏ. Chế độ sáng mạnh nhất có thể duy trì 6,5 giờ liên tục, sáng vừa duy trì 16 giờ liên tục và chế độ sáng đỏ có thời gian sử dụng lên đến 31 giờ liên tục. Với đa dạng chế độ sáng thì chiếc TZ800 này có thể phục vụ hầu như mọi nhu cầu chiếu sáng từ xa đến gần và có thể nói là dư giả với các nhu cầu cơ bản. Về thời lượng pin thì chiếc đèn này sử dụng nguồn là 4 pin sạc 18650, dung lượng cao 8000 mAh, cho thời gian sử dụng lâu dài. Đèn trang bị cổng sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh và tiện lợi cho người dùng, có thể sạc đầy trong 4.5 tiếng. Đặc biệt đèn còn hỗ trợ sạc ngược cho các thiết bị điện tử khác thông qua cổng USB được tích hợp phía sau đuôi đèn. Và sau đây là phần test thực tế của TZ800. Điều kiện mình test thì vẫn là trời tối. Ngay khi bật lên thì mình khá ấn tượng với hiệu năng của chiếc TZ800 mang lại. Ở chế độ sáng mắt thì chiếc TZ800 này hoàn toàn có thể đạt được độ xa lên đến tầm 500m, độ tỏa mức tương đối, vùng ánh sáng mạnh nhất và xa nhất sẽ gom lại ở giữa. Để đạt được điều này thì hãng đã kết hợp chip led Luminous và có đèn sâu trắng phủ nhận bóng, tạo ra được độ sáng cực kỳ ấn tượng. Hiệu năng của TZ800 có thể nói là còn hơn những chiếc đèn có kích thước lớn hơn nó nhiều lần. Trọng lượng của đèn rất nhẹ nên mình cầm sử dụng trong thời gian dài rất thoải mái, không bị ấn tượng mỏi tay hay khó chịu. Về nhiệt độ thì trong quá trình sử dụng, chiếc đèn này chỉ ấm lên chứ không bị quá nóng. Nhà sản xuất đã tối ưu khả năng tỏa nhiệt của chiếc đèn này rất tốt. Và đây là led phụ COB. Đèn led phụ thì sẽ có cường độ sáng 500 lumen, ánh sáng dịu và tỏa đều về phía trước. Ánh sáng của led phụ rất đẹp và đều, màu trắng tỏa rất rộng và sẽ có hai chế độ của led trắng là 200 lumen và 500 lumen. Với hiệu năng này thì khá dư giả cho các hoạt động soi chiếu tầm gần hoặc có thể làm đèn đọc sách hay cắm trại đều rất tốt.
Ngoài ra led phụ còn có hai chế độ sáng đỏ 25 lumen và nhấp nháy đỏ, dùng làm đèn cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp. Và đó là chi tiết về Sanrio TZ800. Mọi người thấy sao với thiết kế cũng như ưu năng của nó, có ngon hay không thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Và đừng quên điện tử tháng này là phân bổ chính hãng của chiếc đèn này tại Việt Nam. Link để ghi ngay dưới video. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.